Rồi bắt đầu công cuộc phang tí đồ anh em ạ. Giờ là ở phượng tường đi. Đập phượng tường đi. Bốn, năm, sáu, sáu, bốn, hai, ba. Từ em sẽ rút mấy cái phôi lôm côm này ra cái. Viên hai này, một này, một này. Thật là xấu. Sinh lực năm này. Sinh lực năm lấy luôn. Phẩm 6 được không nhỉ? Phẩm 6 chắc là được đấy. Phẩm 6 không 40 thì cũng đời quá đen. Em rút mấy cái này cho nó đỡ chật dương. Nội lực hiện 1. Sinh lực hiện 1. Ôi sinh lực 5, nội lực 6. Hai một viên thủy tinh là lên rồi. Viên 6, một viên thủy tinh, một viên thủy tinh này lên đấy. Nếu mà chắc thì cho thêm một viên thủy tinh là đủ. Thưởng nó 239 lắm. Rồi, tuyệt vời. Và bây giờ kiếm cái viên sinh lực hiện 2, sinh lực hiện 2 thì có đây rồi này. Sinh lực hiện 2 bây giờ là cần kiếm cái phôi choáng 40 trừ 1. Choáng 40 trừ 1. Nếu như phẩm phẩm nếu như phẩm 6 thì em nghĩ là không cần cái gì đâu. Em vẫn đinh ninh một cái là vẫn không cần cái gì là có thể lên được và choáng. Nhưng mà dưới ấy kháng hỏa 25 ui. Số 30 vạn. Đây là phòng mấy cái thằng 30 vạn. Nếu mà đập cái choáng này hôm qua xịt ở phẩm chất mấy nhỉ? Hôm qua là phẩm chất 5 bị xịt thì hôm nay phẩm chất 6. Nếu như phẩm chất 6 thì em nghĩ là chỉ chắc một hai bình phúc duyên là choáng 40 rồi. Gọi là tạo tiền đề thôi. Hôm nay không thể để bị sấy được, mặc dù dưới dòng tóc 40 nhưng cũng không sợ, đúng không? Sợ cái gì? Này sốt toàn bán cái gì nhỉ? Bé Quỳnh. Mấy khôi phôi kháng hỏa bình thường vứt vứt một mớ, giờ tìm không thấy. Kháng lôi này bán đồ cứ như là phôi phôi kháng hỏa trừ một. Anh em cứ bình tĩnh, công cuộc đập đồ nó cứ phải từ từ, nóng này là dễ ỉa chảy, bình tĩnh nhá. Kháng hỏa cứ trừ một nhà cáo đấy, toàn kháng hỏa trừ một cho anh em ạ, không có kháng hỏa trừ hai à, choáng người toàn nằm trừ ba. Thôi sinh lực nội lực xem là thôn Vĩnh Lạc, thôn Vĩnh Lạc 20 vạn, phục hồi 40 làm chậm. Sinh lực nội lực xem. Toàn kháng hỏa trừ một, tôi bực mình thật đấy.
cay nhà tìm không ra chứ. Sinh khí trừ 2 à? Sinh khí 20 trừ 2, đập sinh khí trừ 2 à? Rồi đập kháng hỏa ấn 3 cũng được cơ nhỉ? Xem nào. Kháng hỏa 3 thì em nghĩ là hơi khó kiếm. Để tớ đi dạo dạo xem phôi phiếm như thế nào. Khá mất thời gian của anh em ạ. Choáng. Đây có cái sinh khí 7 này, sinh khí 7 này đập thì hơi hơi có nhằn. Tìm cái choáng 40 mà bực mình thật đấy. Choáng 30 à? Hút phôi choáng 30 có ra cái gì không? Hút cái phôi choáng 30 không? Bây giờ tìm 40 không có. Cay thật. Chơi thử nha. Quan trọng là nó phẩm chất mấy thôi, nhưng mà quan trọng là nó ra phẩm chất mấy thôi anh em ạ. Nó ra phẩm chất 5 thì cũng chờ hết đi chứ bây giờ tìm lâu lắm. Nhưng mà nó bị phí cái viên 1 này. Nó bị phí cái viên 1 này này, mình không có viên 1 này này. Nhưng mà cứ chơi thôi. Sợ gì? Ui trời ơi, phẩm 4 cơ mà. À, phẩm 4 bắt buộc rồi, cứ phải cho viên thủy tinh rồi. Trời ơi, còn không được phẩm 5. Làm liều quá mà. Cho bà mày đúng đen luôn á. Ôi, tuyệt vời. Tưởng trong 30 nữa thì thôi. Tốn tiền thủy tinh quá. Gãy quá. Ôi, điểm phương diện à. À. 14 cục. Nếu mà bây giờ mình đập sinh lực 7 thì em nghĩ là 7 cục thôi là được rồi. Sinh lực phẩm chất 6 mà. Sinh lực phẩm chất 6 dưới dòng choáng thì cũng không căng lắm. Bảy cái này đó. Đập em đập hay tối giản lắm. Tầm để xem mà con số lần sinh lực 197 lên kìa. Sinh lực 197 à. Không phải 8x cũng được. Ui rồi 169 luôn cơ mà. Ui đập như thế mà 169 ạ. Vãi chuẩy. Phẩm chất 6, huyền tinh 6. Ảo thật đấy. Không xin làm sao được, thiếu lâm em dùng vẫn ngon mà. Tất nhiên là sinh khí 20 bù lại. Ôi ôi, thế là bị mất mất hai mươi mấy máu so với cái giày cũ. Chắc gì đó là kháng hỏa cao, bây giờ đập cái dòng kháng hỏa nó mới quan trọng mà. Cái phôi kháng hỏa trừ 2 bọn này bọn này không biết là vứt đi đâu nhỉ. Cứ bình tĩnh. Nhưng mà em nghĩ là phải 18x.
chứ em không nghĩ là nó đen tới đâu, nó thấp tới đâu, ảo thật đấy. Quan trọng dòng ọp thôi anh Tiến Lương, sao lại không không đập còn hơn. Một máu của thằng Thiếu Lâm nó là tám, một sinh khí là tám máu đó, một sinh khí nó là tám máu đó. Trời ơi, nó chỉ thua cái kia có 20 máu thôi, nó chỉ thua cái giày cũ 20 máu thôi, nó chỉ thua cái giày cũ khoảng 20 máu thôi, nhưng mà 20 điểm sinh khí với một con Thiếu Lâm nó là 160 máu đó anh Tiến Lương ạ. À, trời ơi, không hề cùi đâu nha. Dưới thợ rèn á? Đâu? Đâu, thằng nào dưới thợ rèn mà nó lại đây phôi sinh lực nội lực mà. Này phôi phòng thủ lý, phôi phôi phôi. Còn đây phôi kháng hỏa, toàn là phôi kháng hỏa trừ một thôi. Một kháng hỏa bọn này còn không mắc nữa cơ. Hai đập kháng hỏa trừ 3 nhỉ. Tại hồi nãy em thấy có cái sinh khí 20. Tôi để đi dò dò tí đã. Bình tĩnh. Dò phôi cơ đấy. Kháng hỏa trừ 2, kháng hỏa trừ 2 sinh khí trừ 3. Kháng hỏa trừ 2 mà có 19 à, hơi nguy hiểm. À sinh khí trừ 3. Sinh khí trừ 3. Chỗ góc nhà. Đâu? Phục vụ đập đồ đấy. Đâu? Đẩy phôi nhưng mà mất công anh. Rồi đi tìm tí cho nó vui. Phôi mắc. Có bình tĩnh. Đồ tím, phôi tím, tím. Có đập kháng hỏa. Ba, anh có cái 25 không? Có, đưa 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 em cái 25. Được, được, được. Đưa em cái 25, đâu, 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 đâu. À, được, 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 được. Thạch cổ, thạch cổ. Trừ 3 đi. Nếu mà anh Tiến Lương có cái trừ 3 thì tốt. Anh Tiến Lương có cái trừ 3 thì tốt. Rồi thạch cổ ném em này. Tại vì là em thấy có cái thằng sinh khí 20 ở ở ở ở ở, ở Vĩnh Lạc Trấn rồi. À, đây đây lấy cái trừ 3, lấy cái trừ 3. Em lấy cái trừ 3. Em lấy cái trừ 3. Em lấy cái trừ 3 anh Hòa. Đây, hợp lý, hợp lý, hợp lý, hợp lý. Cái trừ 3. Lấy cái trừ 3, lấy cái trừ 3 thì không biết là con Thiếu Lâm nó có kích được không nhỉ? Kháng hỏa trừ 3. Nhưng mà kháng hỏa trừ 3 thì... Từ để xem nào. Có thằng hồi nãy em vừa thấy có thằng sinh khí trừ 2 nó nằm đâu ở góc này. Sinh khí 18, thằng có thằng sinh khí 20 cơ. À, theo anh em nên đập trừ 2 trừ 3. Đập trừ 3 thì cũng căng đấy. Mà đập trừ 3 thì ví dụ à, để lấy cái của anh Hòa luôn. Lấy cái của anh Hòa luôn đi. Em nghĩ nên đập trừ 2 cho nó yên tâm. Xin xin cái trừ 2 anh Hòa ơi. Để có vấn đề gì thì mình còn có thể xoay chuyển sang con, xoay chuyển sang con khác. Tại vì con khác lại không dùng được 6 dòng. Cứ tạm thời thế đi. Trừ 3 hơi chua tại vì nó nằm dưới sinh khí nữa thì hơi nặng đam đấy. Dòng sinh khí có thể mười mấy cũng được. Nhưng mà dòng kháng hỏa mà không 25 thì hơi hơi chú bé đần. Ok anh.
Hello anh Tấn nha. 7. Rồi, 7 là ok rồi. 7 thì 3 viên. Ví dụ như là anh em mà đập mấy cái đồ mà kiểu đai đai hay là ấy thì anh em chỉ cho 2 viên thôi. Nhưng mà giày thì anh có bị thêm cái dòng tốc nữa thì anh em phải cho 3 viên nhé. Anh đoán 21 nhá. 25 anh Hòa. Em đập làm sao 21 được. Em đập làm sao 21 được. Ui giời ơi. Thôi thế cũng được nhỉ. Nhưng mà sao lại 24 được nhỉ? Đáng lý phải 25 chứ. Đấy cái giày cũ rồi. Giày này là giày cũ. Giày này là giày cũ này. Hai tư thì nó bị xấu thôi chứ còn cũng chả ảnh hưởng gì. Bây giờ kiếm cái phôi nội lực hiện ba thì cũng hơi căng. Ui giời, đập tùm lum đấy. Có cái nội lực hiện ba không nhỉ? Sốp xin lực lực rẻ. Kiếm cái nội lực hiện ba các anh em ơi, chờ em xíu. Em nghĩ là kiếm nhanh thôi. Đâu em cũng không biết nó thì thoảng kiểu spam thì nó ban một tí mà lại được mà. Nội lực hiện 3. Nội lực hiện 3 không biết ai có không nhỉ? 102.53 vạn à, hơi chua. Nhiều thằng bán mấy cái sinh lực nội lực lắm nên là em nghĩ là kiếm dễ thôi. Giờ kiếm cái sinh khí với lại ấy hiện ba này. Anh Tiến Lương thử dò cho em cái sinh khí ẩn ba đi. Dò cho em cái sinh khí ẩn ba đi. Còn dòng sinh khí nữa xin đôi giày ô lên. Thật là ác độc. Ủa cái nội lực hiện 3 bọn này không có luôn à? Khó nhỉ. Ê, 154, thơm. Nai choai. Có. Có. Quá ngon. Hiện 3. Nội lực phẩm chất 5 à? Nguy hiểm nhỉ? Dưới dòng kháng hỏa nữa à? Dưới dòng kháng hỏa bắt buộc bây giờ là phải. Đây. Dưới dòng kháng hỏa, nội lực dưới dòng kháng hỏa. Nội lực dưới dòng kháng hỏa. Nội lực dưới dòng kháng hỏa. Nội lực dưới dòng kháng hỏa 1, 2, 3 viên này. 3 viên này. Nội lực mà dưới dòng kháng hỏa 1 viên thủy tinh. 1 viên thủy tinh thì em nghĩ là đủ. 1 viên thủy tinh thì em nghĩ là đủ.
Một viên thủy tinh là nhiều. 15x. Ôi 195. 195. 195. Một chín năm sinh khí 13, 195 à, cũng căng đấy nhỉ. Phẩm 6, phẩm 6 hai viên, phẩm 6 à. Phẩm 6 thì một viên à. Hai viên thủy tinh. Ơ kìa. Sao cứ auto 19 điểm mà không thể 20 nhỉ? Tính ra cái giày này bị đập xịt cái dòng sinh lực chán quá nhỉ? Cái dòng sinh lực mà cỡ mà 189 thì đẹp, hồi nãy mình cho 7 bình phúc duyên là mình vẫn hơi 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 kiểu keyboard. Mà cho một thủy tinh thì mình lại cảm thấy hơi thừa. Rồi cũng ok à. Đã ok rồi. Xe cộ xài như này thì đòi gì nữa anh em.